Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của tụi bóng đá. Kính thưa quý vị, như vậy là mới đây thì VFF đã ra những án phạt nguội dành cho một số những đội bóng, một số những cá nhân. Và trong đó thì có khá nhiều thông tin rất bất ngờ liên quan đến trọng tài cũng như là hành vi của một số cầu thủ trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể mới đây thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam có một thông tin như sau. Đó là ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 11 của giải hạng nhất quốc gia 2022 và vòng 12 giải vô địch quốc gia 2022 và nội dung như sau. Quyết định số 376 thì phạt câu lạc bộ Bình Định số tiền là 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định vào ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại giải vô địch quốc gia năm 2022. Quyết định số 377 phạt câu lạc bộ Phú Thọ 3 triệu đồng do có 6 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bình Phước và Phú Thọ vào ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022. Và như vậy là tất cả những án phạt nguội thì chỉ có hai cái án phạt này thôi. Như vậy là trường hợp của Đào Văn Hậu như thông tin vừa qua với một pha thúc cùi chỏ vào Văn Thành thì đã không bị ban kỷ luật của VFF phạt nguội. Lý do là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra tại vòng 12 của V-League 2022, chỉ có câu lạc bộ Bình Định bị phạt 2 triệu đồng mà thôi. Thế nhưng trong trận đấu vào ngày hôm nay giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Bình Dương, chúng ta có thấy được là Văn Hậu có mặt trong đội hình đăng ký. Vì vậy chắc chắn gần như là Văn Hậu sẽ không phải nhận bất cứ một cái án phạt nguội nào cả. Bởi vừa qua chúng ta đều thấy rằng là Văn Hậu đã thoát án phạt nguội rồi và chắc chắn là không có án phạt nào cả. Dù chính Văn Hậu đã có hai tình huống có thể nói rằng là đã đánh nguội với đối thủ. Cựu còi vàng ông Dương Mạnh Hùng còn nhận định rằng là Văn Hậu xứng đáng phải nhận được tận 2 chiếc thẻ đỏ. Và ông nói rằng là ban kỷ luật của VFF cần phải có phạt nguội dành cho Đào Văn Hậu. Ở vòng 10 thì Văn Hậu đã có hành vi tấn công cầu thủ của Sông Lam Nghệ An khi mà húc đầu đối thủ ngã lăn trước mặt của trọng tài. Thế nhưng sau đó thì Văn Hậu chỉ phạt một chiếc thẻ vàng thôi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng đây là một chiếc thẻ vàng hợp lý dành cho Văn Hậu trong tình huống này. Và ông Dương Mạnh Hùng thì có nhận xét rằng đó là hành vi bạo lực tấn công, đánh nguội đối phương khi mà không có bóng, chắc chắn là một thẻ đỏ. Thế nhưng ở vòng đấu thứ 12 thì đây là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là Văn Hậu đã thoát một chiếc thẻ đỏ. Văn Hậu đã có một cú giật cùi chỏ vào ngực của Vũ Văn Thanh ở phút thứ 31 và tình huống đánh nguội diễn ra ngay trước mắt của trọng tài Ngô Duy Luân. Thế nhưng khá đặc biệt là Văn Hậu thậm chí không phải nhận bất cứ một chiếc thẻ phạt nào, kể cả là chiếc thẻ vàng. Và cựu còi vàng ông Dương Mạnh Hùng có khẳng định rằng là đương nhiên đó phải là một thẻ đỏ rồi. Bạo lực thúc cùi chỏ vào đối phương ngay trước mặt trọng tài và không hiểu tại sao trọng tài lại bỏ qua. Thật khó tin khi một tuyển thủ quốc gia đã liên tục đánh nguội với đối thủ, trong đó có cả đồng đội gắn bó nhiều năm ở trên đội tuyển Việt Nam, thế nhưng lại không bị ban kỷ luật của VFF mà ban tổ chức giải vẫn ngó lơ, mặc kệ cho người một phản ứng. Đó là những gì mà ông Dương Mạnh Hùng có chia sẻ. Và đó là những án phạt dành cho những câu lạc bộ, dành cho những cá nhân. Thế nhưng đây chúng tôi chưa thấy có bất cứ một án phạt nào dành cho các trọng tài cả. Và vừa qua chỉ có là ông Ngô Duy Lân bị cấm chỉ đạo trong vòng đấu đầu tiên mà thôi. Còn ở vòng tiếp theo thì chúng tôi không rõ rằng ông có bị cấm thi đấu hay không. Và để nói về cái số tiền mà để phạt cho ông Ngô Duy Lân với những quyết định sai lầm thì với những cái quy định như thế này thì tôi nghĩ rằng là cái số tiền chắc cũng chỉ rơi vào, nếu có phạt thì chỉ 10 triệu quay đầu. Mà để nói rằng với số tiền 10 triệu quay đầu cho một quyết định sai lầm ảnh hưởng lớn đến kết quả một trận đấu như vậy thì là quá nhẹ nhàng. Và cũng có nhiều người có nói rằng là nếu có phạt tận 200 triệu đồng thì có lẽ rằng cứ hỏi ông Bầu Hiển là ông ấy chi ra hết, chắc chắn là ông cũng chi ra được hết thôi. Thế nhưng đó là câu chuyện tôi xin khẳng định lại là chúng ta không dám giác, không ai dám nói chắc rằng là câu chuyện đó có liên quan đến Bầu Hiển hay không. Đó là câu chuyện mà không ai dám nói cả, bởi chúng ta không có bất cứ một căn cứ nào. Đó chỉ là những cái điều mà chúng ta nhìn thấy cái thực tế ở trên sân với những diễn biến mà chúng ta đã có những suy luận thôi. Còn thực tế câu chuyện đó đi đến đâu, đến như thế nào thì chúng ta còn phải suy nghĩ, còn phải tìm hiểu khá nhiều. Nhưng rõ ràng là với những quyết định vừa qua, những tình huống xử phạt nguội đến từ VFF thì có lẽ rằng là đó là những quyết định mà thực sự là chưa mang đến khiến cho các cổ động viên người ta cảm thấy hài lòng. Bởi thực tế thì như tôi đã nói là Văn Hậu cũng là một cầu thủ mà chúng tôi rất quý mến. Nhưng với hành động thúc cùi chỏ với riêng Vũ Văn Thanh thì ít nhất là nếu có một tình huống phạt nguội thì cũng thêm một chiếc thẻ vàng, đó là cơ sở thêm để gia tăng tình tiết là cho Văn Hậu có thể sẽ bị nghỉ thi đấu trong những vòng đấu tiếp theo nếu nhận đủ những chiếc thẻ phạt, những chiếc thẻ vàng. Thế nhưng đây không có một chiếc thẻ phạt nào rút ra và cũng không có một án phạt nguội nào trong hành vi khá là xấu của Văn Hậu như vậy, thì tôi nghĩ rằng là
nó sẽ khiến cho những tình trạng bạo lực của V-League thậm chí sẽ còn tăng lên. Đó là điều mà chúng tôi không mong muốn bất cứ một cầu thủ nào phải bị phạt cả. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ chúng tôi rất quý mến, tôi đã khẳng định lại rất nhiều lần. Thế nhưng đó là một hành động mà tôi nghĩ rằng là Văn Hậu cần phải có một án phạt dành cho cậu ấy, để cậu ấy có thể tiết chế được những thứ cảm xúc mà trước đây tôi thấy rằng chưa bao giờ Văn Hậu làm những điều này. Văn Hậu trước đây là một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội cũng như là của đội tuyển quốc gia. Những hình ảnh thi đấu chúng ta thấy rằng đều những hình máu lửa thôi, nhưng không có những tình huống phạm lỗi theo cái kiểu như vậy. Vì vậy mà với những án phạt vừa qua chắc chắn chưa đủ để khiến cho các cổ động viên họ cảm thấy thỏa mãn với những pha phạt nguội như này. Chỉ có mỗi là phạt hai câu lạc bộ số tiền 2 triệu với 3 triệu về những chiếc thẻ vàng thì tôi nghĩ rằng là nó chả thấm vào đâu cả. Đương nhiên thì với câu lạc bộ những chiếc thẻ vàng như vậy thì bị phạt thì nó cũng là điều đương nhiên thôi. Thế nhưng 2 hoặc 3 triệu nó là điều quá là bình thường. Với một câu lạc bộ, quý vị đã thấy rằng là cái số tiền phạt 2 triệu thì nó chả thấm vào đâu cả, thực sự là như vậy. Quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay thì cũng có thể để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tôi nhé. Có thông tin tiếp theo thì cũng một thông tin cũng khá vui liên quan đến Quang Hải. Thực ra thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng không đưa quá nhiều thông tin liên quan đến Quang Hải, bởi thực tế là cũng không có nhiều thông tin về cậu ấy. Chỉ có những thông tin về việc là cậu ấy được đăng ký ra sân rồi một số phút thi đấu như thế nào. Thế nhưng hiện nay thì Quang Hải đã có được lần thứ tư liên tiếp có mặt trong danh sách thi đấu của câu lạc bộ BFC. Và chắc chắn là các cổ động viên Việt Nam chúng ta hiện nay đang rất mong chờ Quang Hải sẽ có được những bàn thắng đầu tiên. Hiện nay thì Quang Hải rõ ràng đang dần trở thành một cái nhân tố không thể thiếu được ở câu lạc bộ BFC tại giải League 2. Và ngôi sao áo số 19 tiếp tục được huấn luyện viên Tolo điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận đấu gặp câu lạc bộ Sochaux trên sân nhà. Sau khoảng thời gian sửa chữa thì hiện nay thì sân vận động của câu lạc bộ BFC cũng đã sẵn sàng cho một trận đấu trên sân nhà. Vừa qua thì họ đã phải đi mượn sân, và việc trở lại với sân vận động của chính mình chắc chắn sẽ mang đến một tín hiệu vui tích cực hơn nữa dành cho đội bóng này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Quang Hải và các đồng đội được thi đấu ở trên sân nhà theo một cách đích thực nhất, và chắc chắn sẽ khán giả đến sân sẽ còn đông hơn nhiều. Và tiền vệ người Việt Nam cũng đã có tên trong danh sách 20 cầu thủ được đăng ký thi đấu trong trận đón tiếp câu lạc bộ Sochaux. 3 vòng đấu đã qua thì câu lạc bộ UFC vẫn chưa có bất cứ một chiến thắng nào. Thế nhưng huấn luyện viên Tolo thì vẫn rất tự tin để có được 3 điểm trong trận đấu này, khi mà ông còn nói rằng rào cản tâm lý đã được dỡ bỏ và đây là lúc mà chúng tôi hướng đến mục tiêu giành thắng đầu tiên. Và cơ sở để ông tự tin có được 3 điểm đó là việc BFC chơi tại sân Lokam thì ở mùa trước họ là đội chơi sân nhà tốt thứ 7 tại League 2, bởi họ đã giành được 32 điểm, tương đương với 65% trong số tổng số, đó là 49 điểm ghi được. Đây là con số cũng khá là tốt chứ không phải là quá thấp. Và huấn luyện Tolo cũng khẳng định rằng là ông sẽ trao cơ hội cho một tiền đạo tân binh, đó là Yatara, bất kể cầu thủ này vừa gặp một chấn thương. Bởi ông nói rằng đây là một cầu thủ sẽ có mặt trong đội hình thi đấu, anh ấy bị đau nhẹ nhưng vẫn tập luyện và chúng tôi sẽ không có mấy sự lo lắng đâu. Sự có mặt của một chân sút xuất sắc và sắc bén hy vọng rằng sẽ giúp cho những đường truyền của Quang Hải được cụ thể hóa thành những bàn thắng. Và vừa qua thì chúng ta cũng nói đến khá nhiều một cầu thủ số 9, tiền đạo bụng phệ của câu lạc bộ UFC di chuyển chậm chạp và không cho thấy được rằng là một tiền đạo tốt. Và anh này thì đã bị chắc chắn bị huấn luyện viên Tolo nói rằng là sẽ không có đăng ký thi đấu trong trận đấu này rồi. Vì vậy mà sẽ là một cơ hội tốt dành cho một tân binh, một tiền đạo sắc lẹm. Và việc Quang Hải với những cái đường truyền tốt của mình, những tiền đạo phía trên tận dụng thành công thì Quang Hải có thể sẽ có được những bàn thắng hoặc cũng có thể có được những đường kiến tạo, thì sẽ giúp cho Quang Hải sẽ thi đấu bùng nổ hơn. Bởi đương nhiên có những kiến tạo, có những bàn thắng thì những cầu thủ họ mới thi đấu với một tâm lý trạng thái thoải mái hơn được. Đương nhiên là như vậy rồi. Với một tiền đạo, với một tiền vệ thì việc kiến tạo cũng như làm ra những bàn thắng đó là điều cần thiết để cho họ thi đấu bùng nổ hơn. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về việc Quang Hải tiếp tục có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận đấu thứ tư liên tiếp thì hãy để lại một bình luận của mình để có thể là chúc mừng cho Quang Hải sẽ thi đấu thành công nhé. Bởi dù sao chăng nữa tôi nghĩ rằng là với Quang Hải, việc cậu ấy là một cá nhân đặc biệt của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần có sự ủng hộ, quan tâm, sự chăm sóc đặc biệt và những lời chúc mừng để cho Quang Hải có thể tự tin hơn khi mà phải thi đấu ở một nơi đất khách quê người rất xa xôi, phải không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.